lên trời cao nơi thánh ân chứa chan dạt dào. Lòng con khát khao Chúa tôi cao thương tình trông tới, nguyện cầu mưa rơi đấng cứu đêm bên đêm an bình, và cho nhân sinh tôi chiến chinh xa tranh tôi tình. Trời cao ơi xin hãy tuôn rơi cho đấng cứu đời thừa sương mát nhỏ xa. Nào ai ngu mê nơi thế gian lãng quên đường về, rời xa bên mê mau đứng lên đi về bên Chúa. Vì rằng không lâu đấng cứu tinh đến xua âu sầu, rạng soi đêm thâu cho những ai canh thức nguyện cầu. Sâu đồi cao bao khúc quanh lối đi cô quạnh, bạt săn lấp nhanh khơi hướng đi trong nguồn ơn thánh. Vì rằng không xa Chúa chúng ta đến ngay trong nhà, tặng ơn bao la cho những ai tin mến danh. Thank you.
truyền sân chiêng nhân từ xưa tuôn về đây xưng tụng danh Chúa Trời, về tại nơi xây cung điện đá phiến với ngài tòa nên nơi xét xử dân. Xa xưa đó khi Noe bước vào con tàu thì nhân gian vẫn luôn vô tư lo kiếm sáng dầu, tìm mua châu báu vui thu bên nhau, bỗng dưng sống động mưa trời ập xuống cuốn hết trôi xa. Ngày quang lâm tới trong tương lai bất ngờ như vậy, làm trên nương rẫy hai nông phu đang gắng tay cày, và đang khi ấy thôn nữ chung say bỗng dưng giữa ngày một người được đón, người kia đứng mò hay lo cây xuống đang chờ mong Chúa tới, Chúa tới bất ngờ tựa như lưỡi trời bỗng dưng chùm xuống trần thế. Hãy lo kinh thức mà luôn khấn cầu, mau dọn lòng chờ mong Chúa tới, chờ anh em nhớ khi đêm khuya nếu chủ đã ngờ mà quân gian tới không ai cho khoan vách chui vào, người ta sẽ bao canh gác đêm thâu, thế nhân cứng đầu nghe lời truyền sấm vẫn sống vô ta. Ngày quang lâm tới trong tương lai bất ngờ ai lường, chủ ra đi vắng tin gia nhân yên chí lên đường, thì trong khi ấy ai dám vui say, biết đâu cuối ngày vào giờ chiều xế
Chủ ra sẽ về. Hãy lo canh gác và luôn sẵn sàng, mau giòn đang chờ mong Chúa tới. Chúa tới bất ngờ, tựa như lưỡi trời bỗng dưng chùm xuống trần thế. Hãy lo canh gác và luôn khấn cầu, mau giòn lòng chờ mong Chúa tới. Cây thay lá cho ta hay, đất trời sáng mùa. Ngày quang lâm tới trong tương lai, Thiên Chúa an bài. Điềm thiêng dâu bao trên cõi trăng sao, thế nhân hai hùng như trời rùng xuống, chớp lóe mây buồn. Phàm nhân sẽ thấy trong vinh quang Chúa đầy huy hoàng, kèn loa thiên sứ loan tin vang trên đám mây vàng. Và khi xem thấy ai nấy nghe đây, đứng lên ngước đầu lời cầu được thâu, từ nay hết sầu. Hãy lo canh gác chờ mong Chúa tới. Chúa tới bất ngờ, tựa như lưỡi trời bỗng dưng chùm xuống trần thế. Hãy lo canh gác và luôn khấn cầu, mau giòn lòng chờ mong Chúa tới. Chờ no.